Quý vị đang theo dõi đoạn clip ghi lại sự việc diễn ra trên đường tàu thuộc huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Đoạn clip này đã khiến người xem đi từ trạng thái cảm xúc này đến trạng thái cảm xúc khác, từ hồi hộp lo lắng đến bức xúc phẫn nộ. Cụ thể trong clip ghi lại chiếc ô tô do một nữ tài xế điều khiển đang bị mắc kẹt trên đường tàu do lỡ phóng xe băng qua. Trong khi tài xế vẫn đang loay hoay tìm cách để chiếc xe có thể vượt qua, những người chứng kiến xung quanh thì liên tục buông lời chửi bới, mỉa mai thậm tệ. Và theo hình ảnh ghi nhận thì vào thời điểm xảy ra sự việc thì trời đổ mưa, tài xế phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới nhích chiếc xe tiến lên từng chút một. Sự liều lĩnh đến rùng mình của người tài xế cũng như những lời chửi bới thay vì giúp đỡ từ những người chứng kiến khiến cho cộng đồng mạng không khỏi bức xúc. Bởi việc quăng qua đường là một hành động mạo hiểm và ích kỷ, không chỉ đẩy bản thân mình vào nguy hiểm mà còn khiến những người khác có thể bị tổn thương. Chưa nói tới trường hợp xấu, con tàu đi qua thì không biết là cái hậu quả không lường sẽ diễn ra như thế nào.